chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Hôm bữa giờ thì chúng ta cũng có nhận được một cái mật văn giang hồ ở trong tin mới nè anh em. Mật văn giang hồ đây, giữa hoang mạc cát vàng, một thế lực bí ẩn vung quạt lặng lẽ chờ đón những kẻ dám xâm phạm. Cơn gió nhẹ mang theo lời mời gọi thách thức lòng dũng cảm của những kiếm khách. Thì cái này là thường mật văn giang hồ nó sẽ có hai ý nghĩa. Một là sẽ có một cái giải đấu mới, đúng không? Hai là sẽ có phiên bản mới, có môn phái mới. Thì gần đây là cũng có một cái mật văn là cái giải đấu 3v3 ngang tài phú rồi. Nên là rất là nhiều anh em cũng đã có một cái suy đoán, đó chính là ra môn phái mới. Và sau khi mà cô tìm hiểu ở chỗ này, cái chỗ đó chính là hiện tại cô đang ở server S256, đang có rất là nhiều kim long. Anh em nào có nhu cầu mua kim long cứ nhắn tin vào Zalo của cô. Zalo son của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đây, ở chỗ này đây anh em. Ở cái chỗ fanpage của chúng ta thì Thu Lâm hôm qua có hé lộ là Thu Lâm nằm mơ thấy có ba chữ gì tôi không thấy, tôi không biết luôn, đúng không? Nhưng mà cách đây một tiếng đồng hồ, trong lúc mà cô quay video này, thì Thu Lâm cũng đã tuyên bố đó chính là sẽ có môn phái mới tinh chuẩn luôn. Và môn phái này sẽ có 3 chữ. Môn phái mới có 3 chữ. Nên là theo như mà kinh nghiệm mà nghiên cứu, sau khi mà cô đã dành rất là nhiều thời gian nghiên cứu về cái môn phái này, thì cô cũng đã biết được môn phái nào rồi anh em. Môn phái có 3 chữ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sương sương về cái bộ kỹ năng của môn phái sắp sửa xuất hiện ở máy chủ Việt Nam, đó chính là môn phái. Hiện tại cô đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài giá min, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo son của cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đừng quên cua có tạo một cái group Zalo zin, mình chuyên săn thẻ zin 1 triệu giá 920k. Anh em nào mà muốn săn thẻ zin thì anh em có thể tham gia vào cái group Zalo đó của cua nha. Rồi, ok, môn phái sắp sửa có mặt ở phiên bản mới của chúng ta, đó chính là môn phái nhất phẩm đường. Đây là môn phái có hai đường, đường đao với lại là đường quyền. Anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình thì ở bên dưới đây nè là một vài chiêu thức của đường đao. Đường đao nhìn nó đánh 7 hình tựa như là của môn phái Thiên Dương vậy anh em. 7 hình, thấy không? Vàng vàng. Này là môn phái hệ thổ nha mọi người, hệ thổ, ngũ hành hệ thổ. Sát thương diện rộng, khống chế dịch chuyển, phòng ngự, ngoại công, tăng sinh lực, thân pháp, tăng trúng điểm. Ghê ạ? Thân pháp tăng trúng điểm, cái game này là thân pháp tăng trúng điểm, cái kiểu con là điếu anh em. Đây là môn phái gì? Đây là môn phái nhất phẩm đường, được sáng lập bởi Lý Nguyên Hạo, hoàng đế khai quốc của Tây Hạ, nhằm chống lại nhà Tống. Mặc dù nổi tiếng trong giang hồ nhưng đã nhiều năm đóng ở biên cương, nay nhất phẩm đường sẵn sàng khởi binh chinh phạt, cơ hội chín mùi để tiến vào Trung Nguyên mở rộng bờ cõi. Hãy cùng khám phá cương lốc sa mạc. Đây là môn phái là ở sa mạc anh em. Và anh em thấy là cái đường đao đánh nó giống như là con Thiên Dương đao anh em, đánh theo dạng mà 7 hình cái kiểu luôn ha, dữ dằn ha. Những cái chiêu của nó thì đánh theo đường thẳng á mọi người, thấy không? Hãy đánh theo đường thẳng, thấy không? Rồi, cái đường còn lại là đường quyền. Đường quyền hệ thổ luôn. Và cái đường quyền này thì anh em có thể nhìn thấy là đánh rất là rộng nha. Rất là rộng. Rất là rộng. Mình không biết cái chiêu thức của nó như thế nào, nhưng mà hiện tại là mình thấy là cái khả năng mà đi quần chiến của cái hệ nội công này chắc cũng sẽ được đẩy mạnh. Nhưng mà thường thường là cua sẽ thích những cái môn phái cận chiến được đẩy mạnh hơn anh em. Đề cận chiến đang bị thọt khá là nhiều, đúng không? Mình đang rất là mong chờ để coi cái con nhất phẩm đường này ra ở mấy chỗ Việt Nam coi như thế nào. Đây là ngũ hành hệ thổ nha mọi người. Mạnh về nội công, quyền thuật, linh động, khó đoán, nội công tăng tấn công, ngoại công tăng sinh lực. Ngoại công tăng sinh lực nè, nội công tăng tấn công. Vậy là hàng này là thiên về tăng à, này là thiên về đam à.
đó, những cái kỹ năng mà anh em thấy là những cái kỹ năng, cái này là cái kiếm thế PC nha anh em, mình lấy ở trên trang chủ của kiếm thế PC VNG nên là mình chia sẻ cho anh em, tại vì anh em cũng biết là kiếm thế mobile, kiếm thế origin của mình nó cũng dựa vào một phần của kiếm thế PC đúng không, ở nên là mình lấy thông tin từ trang chủ của kiếm thế PC để cho anh em có thể tham khảo về cái kỹ năng của các môn phái sắp sửa có mặt. Môn phái này rất là mới luôn, mình cũng chả biết luôn anh em, nhất phẩm đường mới luôn. Rồi kỹ năng của nó đây, đây là bộ kỹ năng của nó đây, nhất phẩm đường trường đao. Đây là hệ thổ, hệ thổ thì chúng ta sẽ khắc chế được Thúy Yên nè, Nga Mi, Đại Lý, rồi môn phái đường môn Minh Giáo, Ngũ Độc là những môn phái khắc chế lại cái môn phái nhất phẩm đường của chúng ta. Là hệ mộc nó sẽ khắc chế mình sẽ khắc chế hệ thủy, mình là hệ thổ mà. Nhất phẩm đường vũ khí là trường đao ngoại công. Nhìn cái hình rất là đẹp anh em, thấy không? Nhìn cực kỳ bén luôn á. Rồi thi triển võ công, đánh dấu thuộc tính sơ hở, sát thương bùng nổ phạm vi, dịch chuyển khống chế, hậu thủ phòng thủ, tiệm cận chiến. À, tiệm cận chiến, vậy là nó cũng không có phải là cận chiến anh em, theo dạng mà nó gần cận chiến thôi, nó cái khoảng cách đánh nó gần thôi chứ không phải là cận chiến. Đây chiều của nó này anh em, nhìn gắt quá ha. Rồi cái đường số 2 đây, đường nội công, quyền pháp, quyền nhất phẩm đường nè, quyền pháp tinh túy, sở trường là phá trận, lấy nội công và quyền thuật tấn công đối phương từ xa. Vũ khí là quyền nội công, không sử dụng chung vũ khí găng tay với các phái trưởng hiện tại. Không, cái này là ở PC thì mình không nói rồi, cái này là vũ khí quyền, vậy là chắc là bộ tay á anh em. Còn ở kiếm thế origin của mình thì chắc có thể là nó cũng bình thường thôi. Rồi thi triển võ công là đánh dấu thuộc tính tháo giáp, tăng năng lực bản thân, chiêu thức võ công linh hoạt, linh động, một kỹ năng không có hình dạng. Này đánh xa nha anh em. Đây là chiêu của quyền pháp đây. Quyền pháp thì đánh xét là xét giống như xét màu xanh vậy đó. Còn chúng ta là đao pháp thì đánh theo cái dạng mà lâu màu vàng vàng ha. Đây các kỹ năng của nó nè. Nhưng mà này là PC, còn mobile thì chắc chắn là lên điện thoại thì nó sẽ có một cái thay đổi như nhẹ đúng không anh em. Đó là cua chia sẻ với anh em về cái môn phái sẽ được xuất hiện ở trong kiếm thế origin của chúng ta. Theo như anh em, cái môn phái này nếu như anh em trải nghiệm ở PC nó có mạnh hay không hãy comment bên dưới nha. Đừng quên cua có tạo một cái group Zalo Zin, mình chuyên săn thẻ Zin 1 triệu giá 920k. Anh em nào mà muốn săn thẻ Zin thì anh em có thể tham gia vào group Zalo đó của cua nha. Anh em có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo săn của cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Và đừng quên hiện tại cua đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server, nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo xin của cua 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.